Sáng ngày 14 tháng 4, nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch tại bóng quốc từ đường Hùng Vương, khu phố 4 thị trấn Hòa Thành, họ đạo liên xã thị trấn Hòa Thành và xã Long Thành Bắc tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm Đức Quốc tổ Hùng Vương. Dỗ tổ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống như rước lễ dân hương dân hoa lên bàn thờ Đức Quốc tổ Hùng Vương, bàn thờ tổ quốc y công và phần lễ tế theo nghi thức tôn giáo cao đài. Tại đây người dân được ôm lại lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước đầy oai hùng và vẻ vang của dân tộc, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày dỗ tổ Hùng Vương. Lễ dân hương tưởng niệm dỗ tổ Hùng Vương năm kỷ hợi 2019 được tổ chức trang nghiêm trọng thể thành kính và mang tính cộng đồng. Phân hội đảm bảo vui tươi lành mạnh, văn minh an toàn và tiết kiệm.